Chào anh em đang theo dõi kênh Vinthành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc ly Victor AXV5500, một trong những dòng âm ly hiếm có và là một trong những dòng âm ly khủng long đến từ hãng Victor. Con này thì nó sẽ có thiết kế công suất lên tới là 630W và trọng lượng của nó là 25kg, một cái size rất là to. Chiều rộng của máy là 445mm, chiều cao 177mm và chiều sâu là 475mm. Và con này thì nó sử dụng chip giải mã DAC huyền thoại giải mã K2, một trong những dòng giải mã cao cấp của hãng Victor, thường được sử dụng trong những dòng sản phẩm cao cấp của họ. Và con này thì giá xuất xưởng của nó là cực cao luôn nha, 210.000 yên, một trong những dòng âm ly pro của hãng. Và nó sẽ có thiết kế một cái nắp trượt rất là đẳng cấp nha anh em. Khi mà mở điện nguồn lên thì nó sẽ trượt xuống một cấp, và nó sẽ có thiết kế là đo up và đo down. Thì ta sẽ nhấn xuống thì nó sẽ lộ ra cái phần điều khiển ở bên trong. Khi mà bấm vào phía trên một nút nè, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là các nút điều chỉnh ngõ vào. Và thêm một cái nút down nữa, đo down nữa thì nó sẽ hiển thị những cái nút điều chỉnh. Con này thì được sản xuất tại Nhật Bản luôn, một trong những dòng âm ly chơi nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay, bằng kết nối cộng quang để chúng ta không lãng phí bất kỳ loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và khi mà ta sử dụng công nghệ K2, thì đây là một trong những công nghệ chất lượng cao của hãng Victor, giúp mở rộng dải tần và cái tần số bit theo tín hiệu đầu vào thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm cực kỳ sạch sẽ và chi tiết. Con này thì nó sẽ có khả năng để chơi nhạc bằng tất cả các loa khá là hay, để chúng ta có thể chơi đồng thời tất cả các loa. Và về thiết kế công suất cao loa 7 kênh của nó là công suất 150W và ở loa 4 ohm lên tới là 225W. Và con này thì nó sẽ cho chúng ta chất âm khá là hay nha, sạch sẽ và chi tiết. Và cấu hình của nó là cực khủng luôn. Thì chút nữa em sẽ mở cái nội thất bên trong cho anh em xem. Và con này thì vẫn được chứng nhận TGS, thì chỉ nhận thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này. Và con này thì nó sẽ có rail out để làm DAC luôn. Và riêng cái phần rail out thì cũng đủ đồng tiền nha. Cấu hình là cực khủng luôn. Hỗ trợ các định dạng đa kênh, Dolby, DTS đầy đủ. Rồi hiện tại là em đang kết nối ngõ CDR. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV, và cổng CD là tín hiệu từ cổng CD, cổng analog nha. Về sử dụng và cài đặt của con ly Victor AXV5500 thì trên kênh YouTube của em, kênh Vinh Thành Audio, em đã làm sẵn cái video hướng dẫn cài đặt và sử dụng nha. Thì anh em có thể tham khảo thêm trên kênh của em. Và em cũng có làm thêm về cái điều khiển học. Và dòng này thì có điều khiển thì ta sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều nha. Con này thì cái chức năng cài đặt của nó hơi phức tạp hơn những cái dòng âm ly thường chút xíu, bởi vì nó thiết kế là không phải là theo dấu cộng, mũi tên lên xuống qua lại nha. Và nó sẽ là up down theo chiều ngang và left right ở phía dưới nha. Để điều chỉnh bass chép của con này thì ta sẽ nhấn là adjust menu nè. Rồi ta sẽ nhấn nút set nè. Rồi đây là tần số bass. Ta nhấn mũi tên ngang nha. Rồi đây là volume của bass, là ta sẽ nhấn left right ở phía dưới nè. Rồi chuyển sang cái mũi tên ngang, đó là dải tần của mic nè. Ta lựa chọn dải tần của mic nè, nhấn mũi tên left right để lựa chọn, và nhấn mũi tên ngang ở trên, down sẽ điều chỉnh cho volume của mic nè. Rồi tiếp theo nữa là chép nè, đó là tần số của chép nè, ở phía dưới là thay đổi tần số chép nè. Rồi nhấn mũi tên ngang ở trên, mũi tên down, thì đây là volume của chép, thì ta sẽ nhấn left right ở dưới, nó sẽ thay đổi là các volume của chép. Đó là chỉnh bass chép. Sau khi điều chỉnh xong thì ta sẽ nhấn exit nha. Đó là chỉnh bass chép. Rồi còn điều chỉnh loa, cài đặt loa lớn, loa nhỏ, volume từng kênh loa thì em đã cài đặt sẵn hết rồi. Anh em chỉ về việc sử dụng mà thôi nha. Và sau đây thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, cổng CDR. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống nha.
tiếp theo đây là cổng CD, cổng analog nha, đang là serial up. Thì ta muốn nghe nhạc bằng tất cả kênh loa thì anh em nhấn nút DSP giùm em nha, nút DSP nhấn nhiều lần. On stereo. Con này thì nó sẽ chơi speaker 1, speaker 2 là hai loa chính nha. Hiện tại là em đang ở speaker 1. Rồi về hướng dẫn sử dụng nè, anh em truy cập vào kênh Vinthành Audio của em nha. Và ta sẽ lựa chọn là danh sách phát nè. Rồi anh em sẽ tìm là hướng dẫn sử dụng dòng âm ly on Victor nha. Rồi hoặc là trong đây anh em có thể tìm về hướng dẫn sử dụng âm ly Victor 5500 thì nó sẽ có cái video của em nha. Đây, hướng dẫn sử dụng và cài đặt âm ly Victor AXV5500 nha. Rồi, đó là hướng dẫn sử dụng và điều chỉnh một vài thông tin cơ bản. Và em sẽ test các cổng ra lo ở phía sau nha. Anh em sử dụng thì nhấn thêm cái nút là CC Converter thì âm thanh nó sẽ hay hơn, chi tiết hơn nha. Hai loa chính nha. Con này thì nó sẽ chơi loa phong 1 và phong 2, trở kháng loa từ 8 ohm cho tới 32 ohm khi mà ta chơi phong 1 và 2 cùng lúc luôn. 1 hoặc là 2 thì trở kháng loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm, và như vậy là ta có thể chơi cùng lúc ở loa 8 ohm là 1 loa, 2 loa, 3 loa, 4 loa, 5 loa, 6 loa, 7 loa, 8 loa và 9 loa nha. Rồi đây là loa center. Loa surround, loa surround. Rồi như vậy là ta chơi ở loa 8 ohm nè, anh em sẽ thấy là from 1 and 2 và hai cặp nha, 1 và 2 thì là loa từ 8 ohm cho tới 32 ohm. Riêng từng loa 1 hoặc là 2 thì chơi được 4 ohm, loa chính nha. Con này là cực kỳ khủng luôn, sắt cắm mạ vàng, cổng quang chơi nhạc mạng từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và anh em chú ý giùm em nha, đây là cái phần 7 kênh ngõ vào, không phải là rê out nha. Và anh em muốn sử dụng nó làm rê out thì ở đây là khu vực rê out đây. Rê out là phong chính left right màu đỏ này nha, và cổng rê sub điện đây, center đây. Victor AXV5500 điện áp 100V và công suất là 630W. Máy về đẹp long lanh góc cạnh luôn nha. Nó sẽ có thiết kế là cái nắp trượt là cực kỳ đẳng cấp. Đây, anh em nhấn nắp trượt nha, không có mở ra, khi mà tắt mở điện thì tự động nó sẽ trượt ra một cấp. Rồi đẹp hết góc cạnh. Đây là cấu hình khủng long của chiếc âm ly Victor AXV5500, toàn bộ sắt cắm mạ vàng, 25kg, 630W. Sử dụng sò xăng Ken 2 vít nha, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con.
14 con nha. 14 sò xăng ken. Xăng ken 2 vít rất là to. Ở dưới 5 con, ở trên 2 con là 7 con, hai hàng là 14 con. Xăng ken to bằng hai lóng tay. Biến thế nguồn Victor cực lớn luôn. Con này đặt ruột luôn nha nè. Đây sử dụng giải mã K2. Chip CVC. Đẹp long lanh từ bên trong cho tới bên ngoài luôn nha. Cấu hình to khủng luôn. Đây giải mã K2. Công nghệ CC Converter. Chứng nhận TX. Mã đẹp long lanh nha. Với chim đi Victor AXV5500, một dòng âm ly đẳng cấp của hãng Victor, sử dụng giải mã K2, cấu hình khủng 25kg, 630W. Dòng này thì nó sẽ cho chúng ta chất âm rất là đậm đà và chi tiết. Một trong những dòng âm ly đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng từ thiết kế cho tới chất âm. Và với con này thì anh em có thể sử dụng để làm giải mã DAC với cộng breakout cũng rất hay nha. Và với con đi Victor AXV5500, đẹp long lanh hoạt động hoàn hảo thì em sẽ bán với giá là 4.900.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.